Những cách tồi tệ nhất mà một người đã phải ra đi. Đây là Kelvin Ward Jr. Và trên đây là bức hình cuối cùng mà chúng ta nhìn được anh ta. Và những cảnh minh họa sau đây sẽ cho chúng ta biết là chuyện gì đã thực sự đã diễn ra. Cuộc hỗn chiến đã bắt đầu khi mà Stewart đã đẩy xe của Ward đâm vào tường. Ở vòng 14/25 thì một cái lốp xe sau của Ward ở phía bên phải đã bị xẹp và khiến cho xe của Ward đâm vào tường và quay mấy vòng. Những người điều hành cuộc đua này thì đã đưa cờ vàng lên để mà báo hiệu. Cảnh báo điều khiển là các tay đua hạ nhiệt độ của mình xuống khoảng 40 dặm một giờ. Thay vì là đợi những người quản lý cuộc đua này tới và giải quyết, thì Ward đã bước ra khỏi xe, bước ra chỗ đường mòn và đối đầu với cả Stewart. Trong khi mà họ chế nhạo anh khi đã bị Stewart làm hư bánh đằng sau và bị đâm ra khỏi văng khỏi đường đua, văng vô tường. Và chúng ta có một góc nhìn khác khi mà Stewart đã dùng bánh xe của mình để mà cuốn tay đua 20 tuổi Ward đi một đoạn cách vị trí ban đầu khoảng 7 mét. Đây là một trong những vụ án kinh hoàng, kinh tởm nhất. North Stogage Ace. Anh đã tới một nhà hàng để mà mua đồ ăn và cà phê. Khi mà anh mở ly cà phê ra thì anh thấy bên trong cà phê có chân gián. Và anh đã mang trả lại cà phê cho nhân viên tại quầy. Và họ đã xin lỗi anh và đổi cho anh một ly khác. Và sau khi nhận lại một ly cà phê mới thì khi mà anh nhìn vào trong thì số lượng chân gián nó còn nhiều hơn nữa. Và đây chúng ta sẽ được bonus thêm một bức hình nhìn kỹ hơn. Joe Melilla. Joe thì đang làm nhân viên bảo dưỡng cho một cái chiếc nồi áp suất dài khoảng 10m6. Vì là đã quá giờ làm việc, Joe đã muốn vào để kiểm tra lại một chút cho nó chắc chắn. Và cũng đã tới cận giờ nấu, nhân viên ở bên ngoài nghĩ rằng là Joe thì đang ở trong phòng tắm. Anh ta đã đóng cửa lò lại và nói với bếp rằng là bắt đầu bật khởi động lò lên tới nhiệt độ là 270 độ C. Khi mà nhận ra Joe đã mất tích thì họ đã chia ra tìm kiếm anh khắp nơi. Và chắc chắn là sau khi mà tìm kiếm khắp nơi không thấy Joe, thì chắc chắn là họ phải tìm ở cái nơi mà anh hay làm việc rồi. Họ phải mở cái lò ra thôi.